đây học bài tiếp nhá, lâu rồi không không học bài, đi chuột nằm xuống ăn nữa. Bây giờ chúng ta học học trước này. Đây là con gà, con vịt này, con vịt này, con cá này, con vịt này, con cá này, con cá này, con cá này, con vịt này, con vịt này, cái này nhìn này vàng này. Ý biết ngồi im, ngồi im. Con cá đâu? Đúng rồi, rồi con vịt đâu? Rồi đã thừa. Rồi, rồi quá, vậy rồi. Ba đổi tay qua, đổi tay lại. Con cá đâu? Rồi quá, con vịt đâu? Rồi, thừa. Chị Xuân nằm xuống. Nằm. Để chị học học bài xong đấy. Rồi. Giờ quả bóng này. Quả bóng với cả quả táo đi. Đúng rồi. Và hai quả đi. Im nằm. Đây quả bóng này, quả táo này. Quả bóng này, quả táo này. Quả bóng đâu? Rồi. Có quả táo đâu? Rồi. Thừa. Rồi, quả táo đâu? Rồi. Quả bóng đâu? Quả bóng đâu? Ừ, rồi. Quả bóng đâu? Rồi. Quả táo đâu? Rồi. Em giỏi quá. Rồi. Được. Tất nhiên này nhá. Mai mốt đi chợ là con phải biết tiền. Em bữa nay ban cho con nhận tiền này, bài học mới nhận tiền này. Này con, 500 ngàn này, Yvin, 500 ngàn này, 50 ngàn này nhá. Tờ đỏ này là 50 ngàn, tờ xanh này là 500 ngàn nhá, bắt đầu này. 500 ngàn đâu? Rồi, 50 ngàn đâu? Rồi, ôi dồi dồi quá. Gái ba dồi quá, ba đổi qua, ba đổi ra này. 500 ngàn đâu? Ôi dồi quá, 50 ngàn đâu? Giỏi quá, ôi giời, gái bà quá giỏi, quá siêu, thường thiết. Đấy, rồi, ôi, học lần đầu mà quá giỏi rồi. Giỏi lắm rồi, là con nằm, rửa chưa chuột, cái chuột ngồi lên. Ngồi lên. Đây là con cá nhá, đây là con vịt nhá. Con vịt nhá, con cá nhá, ê, cú bá nằm. Để ba, dậy em, nằm đi. Vàng ngoan lắm nhỉ, vàng ngoan để ba giờ em tí rồi ba cho con ăn nữa nhé. Chú chuột ngồi lên, ngồi. Cú vàng ba nói nghe không? Nằm, cú vàng, nằm xuống thì ba giờ em. Chú chuột ngồi. Cú vàng, ơi cú vàng. Chú chuột ngồi lên, ngồi ba, ngồi lên. Ngồi lên. Bạn nằm im. Đây là con cá nha. Im. Con cá này. Con vịt này. Con cá này. Đây này. Con cá này. Con vịt này. Đấy. Con cá đâu? Con cá đâu? Rồi. Con vịt đâu? Rồi. Con vịt đâu? Quá. Rồi. Con cá đâu? Rồi sai rồi, đây là con vịt. Con cá đâu? Đúng rồi, con vịt đâu? Đúng rồi, rồi. Rồi, giờ ăn cái khác. Không chưa? Đây là quả táo nhé. Quả bóng nhá, quả táo, quả táo này, nhớ này, quả táo này, quả bóng này, quả táo này, quả bóng này, quả táo này, quả bóng này, quả táo đâu, quả táo đâu, quả táo đâu, tí nữa ăn, quả táo đâu, chú xuất, nhìn chú ý này, quả táo đâu, quả táo đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Quả bóng đâu? Bóng này. Này, bóng. Táo. Bóng. Rồi. Quả táo đâu? Rồi. Quả bóng đâu? Rồi, đúng rồi, rồi. Được.
à thừa hả? Hai quả đây là quả rất là khó nhá. Quả bóng này, quả táo này, quả bóng này, quả táo này, quả bóng này, ê, rồi. Quả bóng đâu? Rồi. Quả táo đâu? Rồi. Ui, giật quá. Rồi, được. Và phân biệt tiền nhá. Chị Vàng phân biệt được rồi, bây giờ con nhá. Mai mốt tiếp theo chị Vàng đi chợ là con phải biết tiền nhá. Nè, nhìn này, 500 ngàn này, 50 ngàn này, đều là 5 nhá. 500 ngàn, 50 ngàn, 500 ngàn, 50 ngàn, rồi, đây là ba hỏi này, 500 ngàn đâu? Ấy, không đủ sách tiếng, 500 ngàn đâu? 500 ngàn đâu? Tay đâu? 500 ngàn đâu? Rồi, 50 ngàn đâu? 50 ngàn mà, 50 ngàn đâu? 50 đâu? 50 ngàn đâu? 50 ngàn đây này. Tờ đỏ 50 ngàn, thấy không? Ừ, đúng rồi, thường. Vẫn chưa bằng chị Vàng nữa. Chị Vàng giỏi, chị Vàng vẫn giỏi. 500 ngàn này, 50 ngàn này, 500 ngàn này, 50 ngàn này, rồi, bắt đầu nhá. 500 ngàn đâu? Rồi, 50 ngàn đâu? Rồi, biết rồi, lần ngay là biết. Quá. Rồi, anh giỏi quá. Giỏi lắm đấy. Thôi được rồi, tiền được rồi. Đây là cục vàng đấy không? Cục vàng lại này. Là tiếp cái cục vàng này. Quả bóng này, ngồi. Cục vàng này. Quả bóng này. Chưa. Quả bóng này. Quả táo này. Quả bóng này. Quả táo này. Bắt đầu ba đổi đây. Quả táo đâu? Rồi. Quả bóng đâu? Rồi. Ui, dùng vàng giỏi quá. Bóng cách nào là chúng phát đó luôn. Nằm xuống, đưa chuột, nằm. Ngồi. Quả táo này, quả bóng này. Bây giờ ba đổi này. Quả bóng đâu? Sai rồi. Quả bóng đâu? Đúng rồi. Quả táo đâu? Rồi, giỏi quá.